Thì một nước không thể có hai vua đúng không anh? Đúng rồi. Một đội không thể có hai giang được chị ạ. Và theo quan điểm của em thì những người làm bảo vệ hát khó hay, bởi vì bảo vệ chung cư nhà em hát rất là dở. Bảo vệ hát dở mắc mớ gì tới người ta. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Hãy cùng chào đón nữ ca sĩ Hương Giang. Và Đại Dương. Còn em Giang, em bị chí hả? Em sao mà em phải lắc dữ vậy? Không phải, cứ mỗi lần Hương Giang mà được xuất hiện trong một cái chương trình nào đó thì bao giờ cũng có cảm giác như là thi Hoa hậu Hoàng Vũ vậy đó. Tại vì là nhiều khi mình rất là quý trọng cái cơ hội của mình được lên trên hình đó anh. Nhiều khi nếu mà mình đi bình thường thì có thể mọi người sẽ không tập trung. Em nghĩ là nếu mà lắc như vậy thì tất cả góc máy sẽ bắt được em. Cái lắc như vậy á, mình mới bị nhòe cái hình, không ai thấy mình đó em à. Không phải hả chị? Phải cho em lại một lần ha. Ta thử lại đi, thử lại thế nào đi. Em lắc y như vậy mới là phong cách Hương Giang nhưng mà với tốc độ chậm. À ok ạ, nhận lại ha. Hương Giang. Nói chung là lần thứ hai làm lại thì rất là tốt, nhưng mà mấy bộ phim nghỉ hết rồi. Sao nó chưa bị trèo cổ hả? Chắc em không thích về nhà chị đâu đúng không? Nghe đúng rồi nhưng mà thôi được rồi, không cần phải nói nữa đâu em. Rồi nhân về nhà chị. Em rất thích ăn ốc. Tuy nhiên là đội chị không chỉ có mình chị, mà lại còn có cả người kia nữa. Mà thực sự thì một nước không thể có hai vua đúng không anh? Đúng rồi. Một đội không thể có hai giang được chị à. Thôi em đừng về nhà chị, em thích ăn ốc em ăn luôn. Nguyên con thì sao? Thì thôi mời chị Nhân về đội ốc. Nhân về đây chị cho em ăn ốc hả? Hương Giang. Cái spa nào mà đi người ta khách đi thư giãn mà lại vừa spa vừa hát cho khách nghe á thì đảm bảo đến giờ là đóng cửa rồi đó. Nhìn khẩu hình hát cũng có vẻ là hát được, tự tin. Chưa chắc cô này làm xì ba. Cái nghề nghiệp cô này nhiều khi ban tổ chức dựng lên làm xì ba chứ không phải là làm xì ba. Không, cô này là làm spa thì có thể được đúng có thể không, nhưng em nghĩ rằng có rất là khả năng là cô này ở ngoài đi xe Vespa này. Thành ơi xin lỗi đi Thành. Em không còn muốn xin lỗi nữa. Không không, nếu mà đi xe Vespa vậy là sẽ bận áp bà ba. Đúng rồi. Ok. Cuối cùng chúng mình em à, em đổi đội qua đây. Rồi chơi luôn đi. Không hay. Tại sao biết không hay? Vì khi quay hình tôi đã thoáng thấy trong một giây nào đó ánh mắt đang quay mà nhìn cái ông quay phim có một cái sự gì đó. Ủa cái chuyện đó có nói lên được cái chuyện đó, không hay nó à? Lên một cái sự không tập trung vào cái sự đề là sự diễn xuất về cái khẩu hình, về Giang tất cả ơi, mọi thứ rất thoải mái. Người ta có thể không tập trung nhưng dòng người ta vẫn em, có thể hay. Anh hãy tin em. Em có ý kiến, theo em bạn này chính là bảo vệ. Bởi vì sao? Bởi vì mắt của bạn rất là thâm. Bà bảo vệ là trông xe buổi đêm cho nên là mắt thâm. Chúng tôi tha thiết yêu cầu chân thành hãy kinh tốt. Không, em nói là cái xe này, cái này chính xác này. Mà nhiều thời gian trông như vậy thì đúng không? Thời gian đâu mà tập hát. Và theo quan điểm của em thì những người làm bảo vệ hát khó hay, bởi vì bảo vệ chung cư nhà em hát rất là dở. Bảo vệ em hát dở mắc mớ gì tới người ta. Trời ơi Giang ơi, đợi mẹ em về nhà là bảo vệ không cho em lên luôn á. Không có bao giờ có một cái người bảo vệ nào mà dắt xe vô chấm mồ hôi, mà giả bộ chấm mồ hôi. Chứ đó chương trình bắt diễn sao anh? Đúng. Thí dụ bảo vệ thiệt, người ta sẽ vô, người ta làm bảo vệ nha, đúng nghĩa là người ta là bảo vệ. Là những người ta sao? Đây luôn sống... nè, anh ơi dắt rồi em cái xe vô cái. Thank you anh nha. Đó là bảo vệ thiệt. Xe đâu, xe đâu? Đó là bảo vệ thiệt. Đây, bảo vệ giả đây, đưa xe lại. Anh ơi, thôi em cái xe cái nặng quá hả? Để anh dắt cho. Dạ. Nè, thằng kia mày là ai? Đó, nó phải như vậy, xạo. Thưa quý vị,
tôi xét về cục diện. Thôi nghe là bỏ cái vụ xét đi. Anh mà cứ như vậy một lần nó xét nó đánh vào trường quay mình nữa. Thôi hôm nay em cũng đại diện luôn. Thực ra đội của em là một đội như này này. Bọn em nhận xét tất cả mọi thứ theo cái gì đó là theo kiến thức, đúng, theo thực tế, đúng, theo tất cả những cái khoa học. Nó là cái sự quan sát của cả ba người. Chính vì thế mà quyết định của bọn em dựa theo phong thủy, vâng. Có những cái vị trí không bao giờ chúng ta thay đổi được. Cho nên vị trí số 4 mãi mãi hát không hay nổi. Vâng. Tức là xét về khoa học đủ thứ hết, cuối cùng vẫn chọn về phong thủy. Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu. Trong đời được bên nhau. Anh nghĩ là công việc bán CD không biết có phải là công việc thiệt của em hay không. Nhưng anh nghĩ em không hợp với công việc đó. Em ạ, cái công việc mà em hợp có thể là nhân viên kiểm toán ngân hàng, hoặc là một cái người đi cứu hộ ở những cái nơi mà có thiên tai. Tại vì em sẽ tập trung vào đúng cái việc em làm, còn ngoài ra cũng những chuyện xung quanh em không quan tâm. Nhạc sẽ đánh kiểu nhạc, em sẽ có câu chuyện riêng của em. Ai có nói gì nói, em dặn đếm tiền đúng cho ngân hàng, em sẽ không sót một đồng nào. Em phải làm những ngày đó. Cố lên. Số 1. Các bạn chọn số 1. Anh chàng tóc tím. Chết rồi, sao lại cười. Thật đáng tiếc. Có phần họ đã chọn cái nhân vật mà chúng tôi muốn chọn. Vậy thì các bạn sẽ phải chọn một con số khác. Xét về mặt chiến thuật thì bây giờ chúng tôi chỉ biết dựa vào tâm linh. Phong thủy. Phong thủy. Phong thủy. Thích phong thủy cho nên chọn ông bác sĩ phải không? Đúng rồi. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến đây chặt chém mình vậy Giang? Có hậu đấu chữ lộn anh. Ngày hôm nay em đến đây ngoài tâm ngoài tâm thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu rồi em chưa ra bài hát mới. Tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dây thun nó đứt ra tháo cái mặt nạ cho nên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em như con diều vậy Giang? Em ra em cũng dập diều rồi em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ, Diều nè, ơi. Nè, mặc cái trang phục mà thấy nè, y như diều. Vâng ạ, Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, Diều đáp đi Diều. Không, bây giờ nghiêm túc lại nè, bây giờ anh hỏi nè, tại sao càng ngày càng đẹp vậy? Hỏi em vì sao lại đẹp thế đúng không? Hỏi như thế thì không khác gì hỏi vì sao Trấn Thành và Trường Giang lại diễn hài hay đúng không anh? Một hoa hậu mà hỏi vì sao đẹp thì cũng thật là không có hợp lý lắm. Tức là ý của em nói cái việc em đẹp nó là chuyện hiển nhiên đúng không? Nó hiển nhiên giống như tại sao anh nghĩ lại đeo kính màu đỏ vậy đó. Đấy, tự nhiên lắm. Tự nhiên cái nhìn con người hoàn toàn khác. Mình nói dữ dở, ví dụ như Hương Giang bình thường mình nói chuyện thoải mái vui vẻ. Tự nhiên giờ cảm giác giống như đang nói chuyện với một quý bà, một bà hoa hậu nữa đó, mình không dám nói. Nó vừa ghẹo bà cái gì vậy trời, bà là hoa hậu đó. Thôi đi về giùm đi. Ủa về đâu anh? Về đâu kệ. Con nhỏ nói nè. Có là Hương Giang idol hay là hoa hậu đi chăng nữa thì quan điểm của mình nó vẫn là không thay đổi đúng không ạ? Một nước không thể có hai vua. Nhưng một đội vẫn thể có hai Giang. Em về với chồng em. Chúng ta.